giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở quận 1. 3 người bị mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng cứu hỏa giải cứu thành công. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 28 tháng 2, một vụ cháy xảy tại căn nhà trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên tại một phòng ở tầng cao nhất, tại địa chỉ 274 Đề Thám. Người dân lập tức hô hoán cho những người bên trong biết để thoát thân và tìm cách dập lửa, đồng thời gọi cơ quan chức năng đến hỗ trợ. Ngay sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng PC07 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng chữa cháy quận 1 tiến hành dập lửa. Theo ghi nhận, một hướng cảnh sát điều xe thang tiếp cận từ bên ngoài tòa nhà phun nước vào bên trong, hướng còn lại cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc tiếp cận đám cháy từ thang bộ. Song song đó, cảnh sát cũng phong tỏa tuyến đường Đề Thám qua khu vực để thuận tiện cho xe cứu hỏa di chuyển, khẩn trương dập lửa. Theo một cán bộ PC07, lực lượng này tiếp cận đám cháy kịp thời và đã cứu được 3 người dân mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài an toàn. Đến hơn 14 giờ 30 phút, vụ cháy được lực lượng chức năng khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến tài sản tại tầng thượng tòa nhà bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận 1 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.